điều mà giết chết hôn nhân nhanh hơn cả ngoại tình. Bạn thân mến, dường như chúng ta vẫn hay có một suy nghĩ rằng chỉ có ngoại tình mới là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tàn vỡ các cuộc hôn nhân. Thế nhưng việc hai vợ chồng không nói chuyện, không chia sẻ với nhau lại là một nguyên nhân lớn nữa khiến cho vợ chồng tan đàn xẻ nghé. Khi vợ chồng không còn muốn nói chuyện với nhau cũng là lúc hôn nhân đang đứng trên bờ vực thẳm. Muốn cứu vãn mối quan hệ thì cả hai cần phải xem xét lại bản thân mình để xác định nguyên nhân và tìm ra những giải pháp để cải thiện. Bởi vì vốn dĩ giao tiếp là phương tiện để biểu đạt suy nghĩ và mong muốn của nhau trong tình cảm. Và nếu như hai vợ chồng cứ cãi nhau thay cơm thì có lẽ một cuộc hôn nhân quá ngột ngạt sẽ không thể khiến cho chúng ta có được một giây phút nào cảm thấy hạnh phúc. Duy trì việc giao tiếp là yếu tố quan trọng để xây dựng và phát triển mối quan hệ. Thông thường mối quan hệ sẽ chỉ rơi vào trạng thái im lặng khi cả hai xuất hiện những mâu thuẫn. Tuy nhiên một vài cặp vợ chồng thì lại gặp phải tình trạng là không muốn nói chuyện với nhau, ngay cả khi không có gì giận hờn. Những cặp vợ chồng này thì thường chỉ giao tiếp khi cần thiết. Lời nói và ngữ điệu hoàn toàn không có sự quan tâm hay yêu thương, chỉ nói với nhau vì cần phải nói thôi. Vợ chồng không muốn nói chuyện với nhau là dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân đang xảy ra vấn đề. Khách quan mà nói thì các cặp đôi hiếm khi giữ được tình cảm mặn nồng và sâu đậm như thời còn yêu nhau. Bởi vì trải qua một quãng thời gian chung sống, tình nghĩa vợ chồng được vun đắp và nuôi dưỡng. Lúc này thì tình yêu có thể nhạt phai, nhưng mà thứ nuôi dưỡng mối quan hệ lại là sự thấu hiểu, sự đồng cảm và sự sẻ chia. Tuy nhiên thì không ít các cặp đôi bước chân vào cuộc sống hôn nhân rất mặn nồng, nhưng sau đó thì tình cảm cứ lụi tàn một cách nhanh chóng. Cả hai ít giao tiếp, thậm chí nhìn thấy nhau còn không muốn nói gì. Nếu như chỉ nhìn ở bên ngoài thì cuộc hôn nhân trông có vẻ vẫn rất là bình yên, rất đầm ấm. Thế nhưng ít ai biết được rằng mầm mống của sự rạn nứt đã được hình thành. Và để cứu vãn hôn nhân thì cả hai nên tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp để cải thiện vợ chồng không còn muốn nói chuyện với nhau. Và dưới đây là một vài những nguyên nhân thường gặp dẫn đến việc chị em phụ nữ và kể cả người đàn ông cứ nhìn thấy vợ mình là không còn muốn nói gì nữa. Sự khác biệt về suy nghĩ và quan điểm sống sẽ khiến hai người ngày càng xa nhau và không còn muốn nói chuyện với nhau nữa. Khác biệt về suy nghĩ và quan điểm sống có thể khiến cho cả hai không còn muốn trò chuyện với nhau. Thực tế thì sự khác biệt là một phần giúp cuộc hôn nhân trở nên thú vị và nhiều màu sắc hơn, bởi vì vốn dĩ chúng ta không có ai giống nhau hoàn toàn cả. Tuy nhiên khác biệt quá lớn đôi khi lại là lý do tạo ra khoảng cách giữa hai người. Những suy nghĩ, những quan điểm sống quá khác biệt khiến cho cả hai khó có thể chia sẻ với nhau về những vấn đề trong cuộc sống. Bởi vì khi trò chuyện, đối phương sẽ không hiểu được suy nghĩ và cảm nhận của bản thân. Và để tránh mâu thuẫn, nhiều cặp đôi quyết định không chia sẻ hay không nói quá nhiều với nhau về quan điểm của mình nữa. Về lâu về dài, vợ chồng sẽ không còn muốn nói chuyện với nhau nữa. Cả hai chỉ trò chuyện khi thực sự cần thiết và một ngày đôi khi chỉ nói với nhau vài câu. Và những cặp đôi này thì cũng thường ít cãi vã, không có sự gian dối và sự phản bội xuất hiện, thế nhưng lại không hề hạnh phúc một chút nào. Nguyên nhân thứ hai đó là không ai chịu lắng nghe ai. Một nguyên nhân khác khiến cho các cặp vợ chồng không còn muốn nói chuyện với nhau là không ai chịu lắng nghe ai cả. Cái tôi quá lớn khiến cho cả hai không thể dung hòa trong suy nghĩ và quan điểm sống của mình. Và khi mà chỉ chăm chăm thể hiện cái tôi chăm chăm đến bản thân mình, thì cả hai sẽ khó có thể xây dựng một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Thay vì cảm nhận sự chia sẻ, sự thấu hiểu, những cặp đôi này chỉ nhận được sự mệt mỏi và bực dọc sau mỗi lần trò chuyện. Do đó, theo thời gian, họ sẽ không còn nhu cầu giao tiếp với nhau nữa. Giao tiếp được ví như là một nguồn nước nuôi dưỡng một cái cây xanh tốt. Cuộc hôn nhân thiếu đi sự chia sẻ và sự giao tiếp giống như một cái cây đang chết dần chết mòn, dù bên ngoài trông có vẻ chắc chắn và vững chãi. Và nếu như không có giải pháp để cải thiện thì cuộc hôn nhân chắc chắn sẽ đi đến bờ vực của sự đổ vỡ. Sự vô tâm trong hôn nhân cũng khiến cho hai người càng ngày càng không nói với nhau nữa. Sự vô tâm trong hôn nhân có thể là nguyên nhân khiến cho hai vợ chồng ngày càng xa nhau hơn. Vô tâm thì có thể xảy ra ở chồng nhiều hơn, hoặc là ở cả vợ, hoặc là cả hai. Một trong hai người vô tâm, những cuộc giao tiếp sẽ dần thưa thớt và họ chỉ trao đổi khi thực sự cần thiết. Hôn nhân hay là những mối quan hệ khác thì đều cần phải được vun đắp từ phía hai người. Sự vô tâm từ một trong hai người sẽ đẩy cuộc hôn nhân đi xa hơn. Khi mà nhận thấy đối phương vô tâm, không ít người đã cố gắng trò chuyện và đề nghị thay đổi. Tuy nhiên, người vô tâm thì ít khi họ muốn lắng nghe. Họ chọn cách sống vô trách nhiệm và thờ ơ như vậy. Trước người bạn đời vô tâm, bạn sẽ dần trở nên cô độc trong cuộc hôn nhân của mình. Thay vì cố gắng cứu vãn, nhiều người chọn cách im lặng và chỉ giao tiếp khi thực sự cần thiết.
Và thông thường là những cặp vợ chồng này đều sẽ đi đến quyết định ly hôn sau một thời gian dài chung sống. Bởi vậy mới nói đời sống tinh thần rất quan trọng. Và đôi khi không phải là cứ chung chạ hay là ham của lạ bên ngoài người ta mới chán nhau đâu. Điều này chính từ những việc giao tiếp hàng ngày thôi đã khiến cho người ta không còn mặn mà với cuộc hôn nhân. Do cả hai kết hôn khi không có tình yêu cũng là một nguyên nhân khiến cho hai vợ chồng kết hôn rồi nhưng không còn muốn nói chuyện với nhau. Hiện tại dẫu biết được rằng cuộc sống cũng đã văn minh hơn, mọi người đã giao tiếp với nhau nhiều hơn, chủ động tìm đến nhau nhiều hơn. Thế nhưng mà không thể phủ nhận được rằng vẫn còn khá nhiều cặp đôi kết hôn khi không có tình yêu và do sự sắp xếp của gia đình. Nhiều người chấp nhận lấy một người mình không yêu chỉ vì mất lòng tin vào tình yêu. Mặc dù tình yêu chưa bao giờ là đủ để xây dựng hôn nhân, nhưng nếu thiếu đi yếu tố này thì cả hai sẽ không bao giờ trở thành vợ chồng đúng nghĩa. Tình yêu là yếu tố cần để xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Khi có tình cảm với đối phương thì cả hai mới có nhu cầu chung sống lâu dài. Tình yêu cũng giúp cho cả hai học được cách thấu hiểu, chia sẻ, đồng cảm và rộng lượng với những khuyết điểm của người bạn đời. Và nếu như không có tình yêu, bạn sẽ chỉ nhìn thấy những khuyết điểm của đối phương và không có động lực để xây dựng tổ ấm. Do đó, việc thiếu giao tiếp trong hôn nhân là một điều dễ hiểu. Nguyên nhân thứ năm khiến cho nhiều cặp vợ chồng không muốn nói chuyện với nhau, đó là do một trong hai người ngoại tình. Ngoại tình cũng có thể là nguyên nhân khiến hai vợ chồng không còn muốn nói chuyện với nhau. Khi có mối quan hệ bên ngoài, một trong hai người sẽ không còn toàn tâm toàn ý cho gia đình. Họ sẽ né tránh người bạn đời, ít chăm sóc cho con cái và nhà cửa hơn. Khi ngoại tình, thì đàn ông hay phụ nữ đều sẽ bị hấp dẫn bởi người thứ ba. Họ có xu hướng so sánh nhân tình với bạn đời và bị choáng ngợp bởi sự mới mẻ mà mối quan hệ này mang lại. Trong khi đó, thì cuộc sống hôn nhân cũ kỹ khiến họ cảm thấy mệt mỏi và thậm chí là chán ghét. Và với tâm lý này thì họ thường không có nhu cầu giao tiếp với người bạn đời và hay lảng tránh khi mà đối phương mong muốn gần gũi. Nguyên nhân thứ sáu, khi cả hai không thể nào giải tỏa được những vấn đề mà mình đang rất bức xúc trong đầu. Cuộc sống hôn nhân có quá nhiều vấn đề khiến cho cả hai ngột ngạt, mệt mỏi và không muốn nói chuyện với nhau. Thực tế thì hôn nhân khác xa với việc hai người đang trong mối quan hệ yêu đương. Hôn nhân không chỉ đơn thuần là câu chuyện của hai người mà nó còn bao gồm nhiều yếu tố như con cái, tài chính và gia đình. Nhiều cặp vợ chồng không còn muốn nói chuyện với nhau nữa vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, các vấn đề từ gia đình hai bên, vấn đề tài chính gặp nhiều khó khăn và khúc mắc, bất đồng trong cách nuôi dạy con cái, vân vân. Và trước những vấn đề này thì chỉ có tình yêu thì không thể đủ giúp hai người vượt qua được. Nếu không thể giải quyết được mọi khúc mắc thì sự rạn nứt trong hôn nhân sẽ lớn dần cho đến một ngày cả hai không còn muốn giao tiếp. Tình cảm trở nên phai nhạt và tàn úa theo thời gian. Tất cả những vấn đề của cuộc sống hôn nhân đều sẽ trở nên trầm trọng hơn. Và sau cùng, nếu như xảy ra chiến tranh lạnh và không còn muốn nói chuyện với nhau nữa, thì thực sự vấn đề đó đang rất bức xúc và rất cần tìm được một giải pháp tốt hơn. Bởi vì nếu như để quá lâu, thì nó sẽ trở thành một vết nứt rất lớn, không thể hàn gắn nổi. Bạo lực gia đình là nguyên nhân thứ bảy khiến cho vợ chồng không muốn nói chuyện với nhau nữa. Vợ chồng không muốn nói chuyện với nhau có thể do bạo lực gia đình. Nhiều người vẫn lầm tưởng là các hành vi gây tổn thương về thể chất mới là bạo lực. Tuy nhiên, sự im lặng, sự chiến tranh lạnh trong mối quan hệ cũng có thể là biểu hiện của hành vi hay cụ thể hơn là bạo hành lạnh. Bạo hành lạnh là tình trạng một trong hai người tỏ ra thờ ơ, không quan tâm, không giao tiếp với người còn lại. Họ có thể giữ sự im lặng trong nhiều ngày và chỉ nói chuyện khi thực sự cần thiết. Bạo hành lạnh được sử dụng để gây sức ép tinh thần và khiến cho nạn nhân phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực như là đau khổ, cô độc, buồn bã và bi quan. Hiện tại thì không ít người sử dụng kiểu bạo hành này để trừng phạt vợ hay chồng mình. Sự im lặng kéo dài tạo ra một cảm giác rất ngột ngạt, rất bức bối, khiến cho đối phương phải dằn vặt và đau khổ kéo dài. Cuộc hôn nhân có sự xuất hiện của bạo hành dù ở hình thức nào cũng đều sẽ để lại những tổn thương sâu sắc. Và khi bạo hành lạnh diễn ra, hai vợ chồng sẽ không còn muốn nói chuyện với nhau nữa. Họ gần như không muốn chia sẻ, không muốn ân ái và đương nhiên cũng chẳng buồn cãi vã nữa. Tuy nhiên chỉ những người trong cuộc và những người đã từng trải qua mới thấu hiểu được mối quan hệ này đã thực sự không còn cách cứu vãn nữa và thực sự nó khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu đến nhường nào. Vừa rồi là 7 nguyên nhân khiến cho các cặp vợ chồng không còn muốn nói chuyện với nhau. Và hậu quả của việc thiếu giao tiếp trong hôn nhân có lẽ chúng ta cũng không cần phải nhắc lại quá nhiều. Thiếu giao tiếp sẽ khiến cho cả hai cô độc trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Ai trong cuộc hôn nhân này cũng phải đối mặt với sự cô đơn, sự buồn tẻ, sự bức bối, sự chán nản và đôi khi là stress đến phát điên lên. Cuộc sống thì trông có vẻ êm đềm nhưng thực chất là dấu hiệu cho thấy một cơn giông bão đang kéo tới và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu như không có điều nỗ lực để cứu vãn, quyết định ly hôn là việc sớm hay muộn sẽ xảy ra. Một cuộc hôn nhân không bắt nguồn từ những điều to lớn, những điều hạnh phúc mà được nuôi dưỡng từ những điều vụn vặt. Rất nhiều, rất là nhỏ nhặt và trông có vẻ bình thường. Trong đó giao tiếp thường xuyên chính là chất xúc tác giúp cả hai gắn bó và thấu hiểu nhau hơn. Mà bản chất của hôn nhân là chia sẻ và thấu hiểu. Nếu như hai vợ chồng ít giao tiếp thì nên tìm các giải pháp để có thể thoải mái chia sẻ niềm vui với nhau trong cuộc sống hơn. Giống như những mối quan hệ khác, hôn nhân sẽ chết dần nếu cả hai không cùng vun vén và chăm sóc. Và sau đây là một vài các biện pháp, những tip nhỏ nhỏ mà chúng tôi mong muốn các bạn có thể làm hay là có thể chủ động để mình khiến cho cuộc hôn nhân của mình không đi đến ngưỡng đường mà không thể cứu vãn được nữa. Thứ nhất là các bạn có thể chủ động nhận lỗi xem. Mâu thuẫn quá sâu sắc, khó hóa giải là nguyên nhân khiến cho các cặp vợ chồng xa cách và ít giao tiếp. Và để hàn gắn mối quan hệ, một trong hai người có thể chủ động nhận lỗi. Bạn không nhất thiết là phải nhận hết lỗi lầm về mình, nhưng để mâu thuẫn không xảy ra nữa thì bạn có thể chủ động nhận lỗi. Và bạn hiểu rằng việc để những câu chuyện xảy ra đến bước đường ngày hôm nay tất nhiên không phải hoàn toàn lỗi thuộc về đối phương. Chủ động nhận lỗi sẽ giúp chấm dứt những cuộc mâu thuẫn và xung đột kéo dài. Khi nhận thấy thiện chí từ phía bạn thì người bạn đời cũng sẽ thay đổi tích cực và nỗ lực xây dựng tổ ấm hơn. Bởi vì hôn nhân thì cần rất nhiều thứ, trong đó cần có cả sự nhường nhịn và vị tha. Vì vậy đừng quá cứng nhắc khi xảy ra mâu thuẫn. Hãy cố gắng hóa giải những khúc mắc để vợ chồng có thể hiểu nhau hơn và bình thường hóa những vấn đề giao tiếp. Lưu ý thứ hai nữa là bạn hãy cố gắng khéo léo hơn trong việc giao tiếp. Thực tế thì nhiều người khá là vụng về trong cách ăn nói. Lời nói của họ đôi khi không thực sự ác ý, nhưng lại khiến cho đối phương nghe hiểu nhầm và vô tình làm tổn thương nhau. Thật khó để có thể hòa hợp hoàn toàn với một người có cá tính khác biệt. Tuy nhiên, bạn có thể cải thiện được ít nhiều mối quan hệ này bằng cách giao tiếp khéo léo và tinh tế hơn. Khi mà hai người giao tiếp với nhau thì bạn nên chú ý ngữ điệu và ngôn từ. Bạn không nhất thiết là phải trò chuyện quá lịch sự với người bạn đời, nhưng phải thể hiện được sự tôn trọng và quan tâm trong lời nói. Chỉ qua cách giao tiếp, bạn có thể bày tỏ mọi thành ý, mọi sự chân thành và sự quan tâm của mình dành cho đối phương. Khéo léo trong giao tiếp sẽ giúp cả hai tránh được những mâu thuẫn và những xung đột không đáng có. Ngoài ra, cách cư xử tinh tế cũng sẽ giúp bạn nhận được sự tin tưởng và sự thương yêu từ phía người bạn đời của mình. Nên nhớ rằng hãy chú ý, để ý hơn, khéo léo hơn trong cách mà mình giao tiếp với nhau. Tip thứ ba dành cho bạn, đó chính là hãy học cách lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn. Chúng ta có hai cái tai nhưng lại chỉ có một cái miệng. Đó chính là điều mà Thượng Đế muốn chúng ta hiểu, đó chính là hãy biết lắng nghe nhiều hơn. Một trong những lý do khiến cho các cặp vợ chồng không muốn nói với nhau là bởi vì cái tôi quá lớn và không ai muốn lắng nghe ai cả. Để trở nên hòa hợp hơn, hãy học cách lắng nghe. Thay vì phàn nàn quá nhiều về đối phương thì bạn hãy tự hoàn thiện và thay đổi bản thân mình trước. Sự thay đổi tích cực từ bạn, đối phương chắc chắn cũng sẽ nhìn ra và anh ấy hay cô ấy cũng sẽ chủ động cải thiện các khuyết điểm. Lắng nghe là yếu tố cần thiết để tạo nên một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Thay vì tập trung nêu lên quan điểm của bản thân, bạn hãy thử lắng nghe, suy nghĩ và thử đặt mình ở vị trí của đối phương xem. Một cuộc hôn nhân đúng nghĩa thực ra rất đơn giản, đó là khi bạn cứ than vãn, bạn nói rất nhiều những chuyện không đầu không đuôi, nhưng mà vợ hay chồng bạn vẫn cứ lắng nghe và chia sẻ cùng. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không nằm ở sự bình yên giả dối, mà chính nằm ở sự thấu hiểu, chấp nhận, tôn trọng và hùa theo cả những cái câu chuyện chẳng đâu vào mấy đâu. Khi thời gian qua đi, cả hai không còn giữ được tướng mạo như thuở xuân thì nữa, chỉ có sự trao đổi và tâm tình những thứ vụn vặt hàng ngày mới giúp hôn nhân trở nên bền vững hơn. Ngoài việc lắng nghe thì bạn cũng có thể chủ động chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống với người bạn đời của mình. Sự thành thật và chia sẻ sẽ giúp cả hai xây dựng lòng tin với nhau. Đây là yếu tố để các cặp vợ chồng vun đắp một tình yêu hạnh phúc đúng nghĩa. Tip thứ tư là tốt nhất là bạn cũng nên chấp nhận sự khác biệt với người bạn đời của mình. Chấp nhận là một trong những kỹ năng tôi nghĩ rất quan trọng trong bất cứ một mối quan hệ nào hoặc trong bất cứ một hoàn cảnh nào của cuộc sống. Hôn nhân cũng như vậy, có những vấn đề mà chúng ta không thể phân định rạch ròi được đâu là đúng, đâu là sai, mà nó chỉ đơn giản là sự khác biệt.
Để cuộc hôn nhân hòa hợp và ấm êm thì bạn nên học cách chấp nhận sự khác biệt, thay vì cố gắng bảo vệ quan điểm của mình và khăng khăng muốn đối phương phải thừa nhận, phải tôn trọng ý kiến của mình, thì bạn cũng hãy thử tôn trọng quan điểm của đối phương xem sao. Chấp nhận sự khác biệt giúp cho cả hai học được sự tôn trọng lẫn nhau, cho cả hai một cuộc sống riêng tư ngoài những giây phút dành cho gia đình. Khi học được cách chấp nhận, cả hai sẽ tránh khỏi những cãi vã, những mâu thuẫn trong cuộc sống. Tuy nhiên thì việc chấp nhận khác hoàn toàn với sự thờ ơ và sự không quan tâm. Chấp nhận là khi bạn vẫn muốn lắng nghe những suy nghĩ, những quan điểm của đối phương, đồng thời có nhu cầu được nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình, chứ không phải là chấp nhận sự khác biệt, nghĩa là bạn mặc kệ người bạn đời của mình thích nói gì thì nói, thích nghĩ gì thì nghĩ. Đấy, nó lại thành sự vô tâm rồi. Chấp nhận sự khác biệt sẽ khiến cho bạn bao dung hơn với người bạn đời của mình. Biết cách giữ lửa của cuộc hôn nhân là tip cuối cùng mà chúng tôi mong muốn bạn có thể làm để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Chúng ta biết rằng tình yêu thì khó có thể mãnh liệt và lúc nào cũng nồng nàn như lúc chúng ta yêu nhau. Tuy nhiên thì tình yêu của cả hai sẽ sâu đậm hơn nếu như hai người biết cách gìn giữ. Giữ lửa hôn nhân sẽ giúp cả hai luôn hướng về nhau và nghĩ đến nhau điều đầu tiên khi đạt được thành công hay là phải đối mặt với thất bại. Nhiều cặp vợ chồng chỉ vì lo cơm áo gạo tiền và phát triển sự nghiệp mà quên mất nuôi dưỡng tình yêu với người bạn đời. Khi tình cảm đã trở nên phai nhạt thì rất khó để có thể bồi đắp trở lại. Để tình yêu cả hai luôn được nuôi dưỡng thì bạn cần phải học cách giữ lửa. Hãy bắt đầu bằng cách quan tâm, chia sẻ tất cả những niềm vui nỗi buồn, tôn trọng và cho đối phương không gian riêng để gặp gỡ bạn bè, chăm sóc bản thân và mở rộng các mối quan hệ. Cả hai cũng nên dành cho nhau những hành động lãng mạn để tình yêu luôn tươi mới. Chúng tôi biết được rằng cuộc sống có quá nhiều những nỗi lo toan và chúng ta không phải lúc nào cũng đầy đủ năng lượng, đầy đủ những sự tích cực để mang đến cho nhau một cuộc sống hạnh phúc. Đó chính là lý do chúng ta ghép lại với nhau để vực dậy nhau sau những tổn thương, vực dậy nhau sau những khó khăn, để chúng ta biết được rằng dù thế nào thì người cầm tay mình đi đến cuối cuộc đời vẫn là người mà mình yêu thương, mình đáng trân trọng. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ ngày hôm nay thì các bạn nếu như đang gặp phải tình huống hai vợ chồng xảy ra chiến tranh lạnh, xảy ra bạo hành lạnh, không muốn nói chuyện với nhau, thì các bạn cũng đã có thể tìm ra nguyên nhân và từ đó có được một vài các cái cách cải thiện để giúp cuộc sống hôn nhân vợ chồng của chúng ta hạnh phúc hơn. Bởi vì nếu như cuộc hôn nhân của chúng ta hạnh phúc thì người hạnh phúc đầu tiên sẽ chính là bản thân hai vợ chồng, sau đó đến các con, đến một gia đình rộng lớn hơn. Và đó là điều mà chúng tôi mong muốn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và chia sẻ. Chúc cho tất cả các bạn sẽ luôn giữ được lửa hôn nhân của mình luôn cháy nồng đượm và người bạn đời luôn là người đồng hành với mình đến khi đầu bạc răng long. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.